Một dạ tiệc Giáng sinh mang tên The Christmas Gifts đã được Vinhome Star City tổ chức vào ngày 21 tháng 12 dành cho cư dân của Vinhome Star City với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Hàng trăm cư dân Vinhome Star City đã có những kỷ niệm đáng nhớ và hạnh phúc khi tham gia dạ tiệc The Christmas Gifts. Tại đây, các gian hàng, các trò chơi thú vị đã thu hút sự tham gia của các cư dân như ném vòng, nhảy bao bố, chú hề vặn bóng. The Christmas Gifts khép lại bằng những tiết mục văn nghệ hấp dẫn do chính cư dân Vinhome Star City thể hiện, cùng các phần trình diễn độc đáo và hoành tráng như ảo thuật, hát, nhảy đến từ các nghệ sĩ khách mời. Tất cả đã mang đến một không khí Giáng sinh ấm áp ngập tràn, góp phần kiến tạo nên môi trường sống sôi động hiện đại và cũng là minh chứng cho thấy Vinhome Star City không chỉ xây dựng một khu đô thị phong cách châu Âu sang trọng đầu tiên với hệ thống tiện ích đẳng cấp đồng bộ tại Thanh Hóa, mà còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân, hướng tới xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh và thịnh vượng.